Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay hé lộ ý đồ của Mỹ khi thăm đảo Philippines nằm sát Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thăm đảo Palawan của Philippines nằm sát khu vực Biển Đông. Nhận định về động thái này, chuyên gia Gregory Pauling cho biết chuyến thăm có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Philippines mà không gây phản ứng mạnh từ Trung Quốc, bởi đây không phải là chuyến thăm tới một khu vực tranh chấp. Chuyên gia này cho biết chuyến thăm của bà Harris sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng rằng, ngay cả khi Ukraine và vấn đề Đài Loan tiếp tục chiếm sóng, Biển Đông vẫn đóng một vai trò trung tâm trong tương lai của mối quan hệ Mỹ-Philippines. Trong khi đó, Tổng thống Philippines đánh giá chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Palawan không gây ra bất kỳ vấn đề gì trong quan hệ với Trung Quốc. Trả lời phóng viên hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định chuyến thăm tới của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Palawan sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh. Marcos Jose quả quyết, không, tôi không cho rằng sẽ có kết cục như vậy. Bà ấy đang ở Philippines và sẽ đi thăm một vùng khác của Philippines và tất nhiên đó là khu vực gần Biển Đông nhất, nhưng nó rất rõ ràng là thuộc lãnh thổ của Philippines. Do đó, tôi không nghĩ chuyến thăm này sẽ gây ra bất kỳ vấn đề gì. Phó Tổng thống Harris đến Manila vào tối ngày Chủ nhật sau khi tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Thái Lan. Theo kế hoạch, bà sẽ gặp Tổng thống Marcos và Phó Tổng thống Sara Duterte trong ngày thứ Hai và thăm Palawan vào ngày tiếp thứ Ba. Khi được hỏi những vấn đề gì đã được thảo luận trong cuộc gặp, ông Marcos cho biết quan hệ giữa Philippines và Mỹ phải tiếp tục phát triển, mọi thứ đã thay đổi, Mỹ sẽ làm gì để đáp lại và họ mong đợi điều gì từ các đối tác của mình trong khu vực, ông Marcos nói. Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh phản ứng chung khi nói đến an ninh và quốc phòng ở châu Á-Thái Bình Dương. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào nên đi một mình và sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta phản ứng như một tập hợp. Và tôi nghĩ là các quốc gia khác cũng nhất trí như vậy. Chuyến thăm Palawan của Harris diễn ra 6 năm sau khi Philippines giành được chiến thắng pháp lý mang tính bước ngoặt trước Trung Quốc về các yêu sách của Bắc Kinh tại khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông. Phiên xét xử vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc được coi là vụ kiện thế kỷ, bởi đây là lần đầu tiên một quốc gia đã nỗ lực dùng biện pháp pháp lý để giải quyết những bất đồng ở Biển Đông. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện nói trên. Hôm vừa qua, Tổng thống Marcos đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC. Theo ông, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện một chút về các vấn đề khu vực và rằng các chi tiết cần được thảo luận sẽ được đưa ra vào năm tới. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hai bên phải tuân thủ tham vấn thân thiện và xử lý đúng đắn những khác biệt và tranh chấp. Khi nói về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, Tổng thống Marcos dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên với tư cách là nhà lãnh đạo Philippines vào tháng 1 năm 2023. Câu hỏi được đặt ra là Mỹ và đồng minh có lợi ích địa chiến lược gì ở Biển Đông? Ở đây trước hết phải đặt Biển Đông trong tổng thể điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ. Trong điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, châu Âu được Mỹ xem là đồng minh then chốt và có đủ độ tin cậy sau khi khối NATO trải qua 63 năm phát triển và ngày càng hùng mạnh, ngày càng có sự nhất trí cao giữa hai bờ Đại Tây Dương. Lòng tin của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu trong NATO dựa trên thách thức thực tiễn và niềm tin về hệ giá trị chung mà cả hai bên theo đuổi. Nó cũng dựa trên khả năng tự vệ đáng tin cậy của châu Âu trước các mối đe dọa có thể đến từ bên ngoài. Hơn nữa, sự sụp đổ một đi không trở lại của khối quân sự Warsaw do Liên Xô cầm đầu. Sự suy yếu tương đối và cô lập của Nga đến nay khiến cho Mỹ không cần phải tập trung sức mạnh ở châu Âu nữa, trong khi đó EU có mối quan tâm lớn đến Biển Đông nói riêng và Đông Á nói chung. Ở hai khía cạnh đó là hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế, người ta tính rằng sự đối đầu ở Đông Á sẽ ảnh hưởng tới EU bởi lợi ích của 27 nước trong khu vực, với 18,1% xuất khẩu và 30,1% nhập khẩu. Với Trung Quốc, về mặt kinh tế, có thể thấy sự ràng buộc rất lớn giữa EU như là một khu vực đang phải đối diện với những khó khăn rất lớn, trong khi Trung Quốc lại là một thế lực kinh tế mới nổi, có dự trữ ngoại tệ rất lớn, một công xưởng sản xuất hàng hóa cho toàn thế giới. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa EU và Trung Quốc là khá lớn, do đó một trong những mục tiêu an ninh trong chính sách đối ngoại của EU là thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á.
Về mặt hòa bình và an ninh, mối quan ngại của EU chủ yếu xuất phát từ bản sắc của EU với tư cách là một khối cường quốc yêu chuộng hòa bình chuẩn mực. Vì thế, mặc dù làm ăn lớn với Trung Quốc, nhưng các nước EU vẫn nhìn Trung Quốc không chỉ là một thế lực hung hãn đang trỗi dậy, mà còn là vì bản chất hệ giá trị tiêu cực mà nó theo đuổi. Nền cai trị phi dân chủ với một chủ nghĩa tư bản hoang dã về bản chất luôn vi phạm các cam kết về an toàn thực phẩm, cũng như về luật lệ quốc tế và về nhân quyền nói chung, chỉ để thực hiện các tham vọng lợi ích chính trị của mình. Do đó, nếu các nước châu Á tiến hành cải cách kinh tế và chính trị theo hướng nhà nước pháp quyền và dân chủ, thì EU sẵn sàng dành cho những ưu đãi và giúp đỡ. Myanmar với những cải cách được đầu tư hơn một năm qua là một ví dụ tiêu biểu. Hiện đại, Đông Á là khu vực của bất ổn do các quốc gia tăng cường trang bị khí tài quân sự và bất đồng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan, đe dọa của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và xung đột Nam-Bắc Triều Tiên. Các tranh chấp ở các quần đảo giáp danh giữa các nước Đông Bắc Á với nhau, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đều được EU quan tâm, theo dõi với sự lo lắng sâu sắc. Tuy nhiên, do EU không tập trung nỗ lực và xây dựng lực lượng quân sự và phòng thủ riêng, vì nằm chủ yếu trong khối NATO dưới sự chỉ huy của Mỹ, EU không thể có biện pháp quân sự và an ninh cụ thể để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á. Và trước sau gì thì châu Âu nói chung, cả EU và Nga đều không can thiệp vào vấn đề Biển Đông, nhà nghiên cứu Blake Sander khẳng định. Tuy vậy, vấn đề an ninh ở khu vực Đông Á vẫn đặc biệt quan trọng với kinh tế EU và thế giới nói chung. Do đó, một khi xung đột xảy ra ở Biển Đông thì rất có thể các quốc gia EU sẽ hành động đơn lẻ để duy trì luật pháp và trật tự, hoặc để đảm bảo an toàn hàng hải nhằm bảo vệ lợi ích thương mại ở khu vực này. Đồng thời, với tư cách toàn khối, EU có thể can dự thông qua NATO. Dù sao thì cả Anh và Pháp vẫn có thể hành động riêng nếu đó thuộc về lợi ích của họ. Cả Anh và Pháp đều có lực lượng hải quân mạnh, bao gồm cả khả năng hai nước triển khai tàu sân bay. Nước Nga vốn kín tiếng thì nay cũng đã bày tỏ lập trường không can thiệp và phản đối can thiệp của Mỹ, ủng hộ cách tiếp cận từng cặp song phương của Trung Quốc. Mô hình trục nan hoa mà chỉ quan tâm chủ yếu đến hợp tác kinh tế với các nước trên Biển Đông, trước hết là với Việt Nam trên lĩnh vực khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam. Khía cạnh lợi ích kinh tế và an ninh được lồng ghép với nhau tinh tế trong chính sách thực dụng của nước Nga. Điều dễ thấy là Nga đã tìm thấy một thị trường xuất khẩu khí tài lớn ở các nước Đông Nam Á, trong đó chủ yếu là máy bay chiến đấu, tàu ngầm và tổ hợp tên lửa hiện đại. Hợp đồng trang bị quân sự này mang lại cho Nga nhiều tỷ đô la mỗi năm. Chẳng hạn, việc Việt Nam mua của Nga 6 tàu ngầm tàng hình lớp Kilo, buộc Việt Nam phải xây dựng căn cứ và cơ sở bảo dưỡng cho các tàu đó. Vậy là một hợp đồng xây dựng căn cứ tàu ngầm cho Việt Nam ở Cam Ranh và Nga sẽ thực hiện có kinh phí nhiều tỷ đô la. Tình hình tranh chấp Biển Đông ngày càng nóng lên bao nhiêu thì nhu cầu nhập khẩu khí tài của các bên, kể cả Trung Quốc, cũng tăng lên bấy nhiêu, nhất là trường hợp Việt Nam khi mà Mỹ vẫn cấm vận khí tài sát thương đối với Việt Nam. Có người Nga đã lên tiếng khá thẳng thắn rằng Nga đứng ngoài xung đột ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc nhưng sẽ cung cấp khí tài cho phía Việt Nam. Quan điểm chính thống của Nga thể hiện trong tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov: Nga không đặt nhiệm vụ bảo vệ các đường biên giới phía Nam bằng cách làm suy yếu an ninh của các nước khác. Nga không có kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương, cũng không có ý định cạnh tranh ảnh hưởng với bất kỳ ai. Nỗ lực của Nga trong việc củng cố hợp tác với ASEAN không nhằm chống lại các nước thứ ba. Phân tích sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại và an ninh của Liên bang Nga trong trung hạn kể từ năm 2012 trở đi, dưới thời Tổng thống Putin, cho người ta thấy tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ngoại giao Nga-Trung êm thấm đối với việc phát triển kinh tế của Nga và đảm bảo an ninh biên giới với Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là ưu tiên số 1. Sở dĩ Nga có một chính sách như thế đối với Tây Thái Bình Dương là do vị trí địa chính trị đặc biệt của Nga, đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga chính là láng giềng Trung Quốc ở phía Đông và Liên minh châu Âu ở phía Tây. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.